cũng đã được khá là lâu rồi, tầm khoảng 3-4 ngày thôi mình không ra clip được em ơi. Thì mấy hôm trước thì mưa quá chả đi đâu quay được em ạ. Cho nên là mình không có thời gian ra clip, với lại nếu có clip ấy thì cũng là không đi đăng được em ạ. Tại vì nhà mình không có wifi anh em ơi. Mình phải đi ra ngoài nhà chú đi bắt cơ. Cho nên là nó khó lắm. Thì hôm nay thì trời cũng tạnh rồi em ạ, không mưa. Thì mình cũng hôm nọ mình đi bắt được cái con rắn ráo ấy thì nó có trứng ở trong bụng này em ạ. Thì mình cho vào cái trong bao đi. Thì hôm qua mình mở ra thấy thì có nó để trứng ở trong bao em ạ, một đống trứng luôn. Mình mở ra không biết là cái quả gì ạ. Trong tí nữa mình mới nghĩ ra là cái quả trứng của con rắn đấy. Thì được tầm 7-8 quả rồi em ạ. Rồi thì hôm nay mình sẽ mang mấy quả trứng đấy thì đi luộc rồi về ăn thử xem là nó sẽ có vị gì và có ngon không em ạ. Cái này thì mình chưa ăn bao giờ anh em ơi. Mình nghe nói là ăn ngon lắm. Đây anh em ơi, đây là quả trứng rắn này. Nó dài dài, nó không như quả trứng lan, trứng vịt, trứng rỗng gì đâu. Đây này, anh em ơi. Quả này có quả dài, có quả ngắn này anh em ơi. Còn nhớ không ạ? Đây quả này nữa. Bây giờ thì mình sẽ mang đi luộc nha anh em ơi. Ok, mình mang đi đã. Anh em cùng theo dõi nhá. Ok. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu cho mấy quả trứng này anh em ơi. Đây có mấy quả ta, 2, 4, 6, 7 quả anh em ạ. Mình sẽ cho 7 quả trứng này vào trong cái nồi này anh em ơi. Và mình sẽ mang lên kia. Mang lên cái kiềng đấy để luộc. Rồi lát nữa ăn anh em ạ. Bây giờ mình sẽ bỏ vào trong này này. Đây anh em ơi, mình bây giờ mình sẽ cho nước xuống đã. Chắc chả phải nhiều nước đâu anh em ạ. Chắc tầm này nước đủ rồi. Ngập quả trứng nó được rồi anh em ơi. Bây giờ mình sẽ để vung lại và cho lên kia anh em ơi. Cho lên kia nha. Ok anh em ơi, đây nó đã sôi rồi anh em ạ. Đây này anh em ơi, nó đã bắt đầu sôi rồi anh em ơi. Chắc là tầm khoảng 5 phút thế này là được rồi anh em ạ. Chắc cũng chả cần luộc lâu đâu. Bây giờ mình sẽ lại đậy nắp lại và đợi thôi. Đợi khoảng 5 phút thế này là lấy ra và thưởng thức thôi anh em ơi. Thử phải cho lửa nhiều vào để cho nó sôi như thế này cơ. Thì mình đã đợi được khoảng tầm 5-6 phút rồi anh em ạ. Thì mình nghĩ là trứng đã chín rồi anh em ơi. Nước cũng sắp cạn hết rồi. Mình sẽ đặt vớt lên thôi anh em ơi. Vớt lên và mang đi thử ăn thôi. Bây giờ mình sẽ cho vào cái đĩa này anh em ạ. Đây anh em ơi. Bây giờ mình sẽ vớt ra đĩa này thôi. Mình sẽ đi lấy đôi đũa đã. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu gấp ra cái đĩa này anh em ơi. Khá là nắng rồi ạ. Ok, được rồi anh em ơi. Bây giờ mình sẽ mang đi thưởng thức rồi anh em ơi. Mình sẽ cất cái nồi này đã. Thì mình đã luộc xong rồi anh em ơi. Thì nó đã chín rồi. Mình đã vớt lên và mình đây, mình ra ngoài này đi ăn cho nó thoải mái anh em ạ. Chứ ở nhà nó tối lắm anh em ạ. Đây, mình đã luộc xong rồi. Mình cho vào đây này anh em ơi. Đó.
Bây giờ luộc xong nó cái quả quả trứng nó đây này anh em ơi. Nó bị móp vào này. Quả nào cũng thế. Đây nữa anh em ạ. Không hiểu sao nó lại bị như thế luôn. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu thưởng thức anh em ơi. Không biết là ăn nó ngon không đây. Hồi hộp quá. Mình sẽ để điện thoại điện lên đây rồi mình sẽ bắt đầu ăn nha anh em ơi. Ok, bây giờ mình sẽ thử bóc quả đầu tiên anh em ơi. Bây giờ mình sẽ bóc bóc ra và lấy bột canh này và chấm. Đây anh em ạ, đây là quả trứng sáng lúc nãy mình luộc này. Bây giờ mình sẽ bóc này. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu bóc anh em ơi. Đây này. Khá là dài anh em ơi. Cái vỏ nó dài quá anh em ạ. À được rồi anh em ơi. Mình gửi xem nó như thế nào đây anh ạ. Nó cũng bình thường thôi anh em ạ. Không có mùi gì à lạ đâu. Nhưng mà cái trứng này nó dài lắm anh ơi. Dài cực kỳ luôn đấy, đây này. Như này rút lên không biết là có được không này. À được em ạ. Đây mình đã bóc xong rồi em ơi. Bỏ xuống kia rồi. Đây em ạ. Bây giờ mình sẽ bắt đầu ăn anh em ơi. Ok thì bây giờ bắt đầu nấu rồi em ạ. Đây mình sẽ đổ bột canh ra đây này. Đây anh em ơi. Đây quả trứng này anh em ơi. Dài dài này. Đây bột canh nắng quá. Bây giờ mình sẽ bắt đầu chấm rồi ăn anh em ơi. Bây giờ bắt đầu ăn thôi, chắc là sẽ không biết là ngon không anh em ạ. Mình sẽ bắt đầu ăn nha anh em ơi. Đây mình đã chấm này, nó nắng nó chói quá anh em ạ. Mình sẽ thử ăn nhá, mời tất cả anh em cùng ăn với mình nhá. Ok. Nó ăn cũng kiểu như là trứng gà thôi anh em ạ. Nhưng mà đây nó không có, nó không có lòng đỏ anh em ơi. Nó trắng hết. Mình làm thêm miếng nữa này. Nhưng mà nó ngấy lắm anh em ạ. Ăn nó cứ dị dị kiểu gì anh em ơi. Chấm này, quật hết một miếng này luôn này ạ. Khó ăn lắm anh ạ. Nó vị nó kinh dị lắm anh ơi. Trứng rắn lần đầu tiên mình ăn luôn ấy. Bây giờ mình sẽ ăn quả thứ hai anh em ạ. Quả thứ hai anh em ạ. Bóc khá là khó anh em ơi. Đây thì không có mùi gì luôn ấy.
ăn vào cái bụng nó sao anh em ạ. Thôi chắc là mình ăn nốt quả này rồi, còn lại chắc là bỏ thôi anh em ạ. Chắc là không ăn được đâu, khó nuốt lắm. Cái bụng khó chịu quá anh em ơi. Bọc lại khó hơn. Đây mình được một đoạn rồi anh em ạ. Mình đã chấm này. Ăn. Mời tất cả anh em nhé. Kinh dị quá anh em ạ. Đã bóc được anh ạ, nhưng không bóc được hết anh em ơi. Đây vẫn còn này anh em ơi, nó trắng quá nhìn. Vẫn còn là 2-5 quả nữa anh em ạ. Mình mới ăn được à, mình mới ăn được à 2 quả thôi anh em ạ. Không thể nuốt nổi rồi anh em ơi. Kinh dị lắm. Nó khó nuốt, không mình nghĩ là nó chấm với cái bột canh này nó không hợp anh em ạ. Cho nên là cái mùi nó kinh dị vãi nồi giờ. Không thể nuốt được ấy. Còn là 5 quả này chắc là mình là để làm gì được ta. Thôi cứ để đấy thôi. Giờ thì bắt mình ăn nữa thì chắc mình cũng chả nuốt nổi rồi anh em ạ. Kinh dị lắm. Giờ cái bụng mình cứ sao ấy. Có anh em nào đã được ăn cái này chưa? Còn mình thì ăn vào thì nó cứ sao sao ấy. Có người thì bảo là ngon, nhưng mà có người mình như mình thì không, cho không mình cũng chả lấy nữa đâu rồi. Còn con rắn kia nữa về chắc thả đi thôi. Ok thì anh em xem clip của mình thấy hay thì nhớ ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé. Còn anh em nào đã được ăn quả trứng này rồi thì nhớ bình luận ở phía dưới để xem là có bị như mình không, hay là ăn không bỏ lại một thứ gì nhá. Ok. Bây giờ mình xin dừng clip tại đây. Ok, chào tạm biệt anh em nhá. Bye bye. Subscribe vào YouTube ấy, nhớ subscribe kênh nhá. Mấy bạn nhớ subscribe kênh nhá. Ok, nhớ subscribe kênh. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye.